Các bạn, này tôi giới thiệu cho các bạn chiếc máy bơm áp lực 12V sử dụng bình ắc quy để chúng ta test cái bếp phun thuốc từ sâu tới lan. Đây là đường ống ra và đây là tôi sung một chiếc cần phun thuốc sâu inox 3 bếp. Khóa đầu ra thì máy hoạt động và mở ra là nó hoạt động trở lại. Mình thấy là cái áp lực nước phun ra rất là lớn. Này chúng ta có thể sùng cho tưới lan, phun thuốc sâu các loại, rất là tiện lợi, rất là khỏe. Bạn ơi, quá tuyệt vời, không còn gì tốt bằng, tuyệt vời bằng. Đấy, sản phẩm rất là chất lượng. Và lúc này xin kết thúc tại đây.